Tại sao viên bi trong trường hợp đường cong lồi lõm lại di chuyển nhanh hơn trên đường nghiêng bằng phẳng? Kết quả của thí nghiệm đơn giản này có thể làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta có ở đây hai đường khác nhau mà viên bi có thể lăn xuống. Đường ở bên phải nghiêng đều, trong khi đường ở bên trái là đường cong lồi lõm. Bây giờ, nếu thả viên bi có cùng trọng lượng, không có tác động bên ngoài, đồng thời trên hai đỉnh đường, các bạn nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra? Chúng có chạm đáy cùng lúc hay không? Giáo sư dùng một cây bút chì để cản hai viên bi cùng lúc, rồi thả ra. Các bạn đã thấy, cùng là một khoảng cách, nhưng viên bi trên đường cong lồi lõm đã đến đích nhanh hơn. Đường cong lồi lõm bên trái đã cung cấp cho viên bi động lượng lớn hơn, làm khả năng tăng tốc lớn hơn mà ít bị ma sát tác dụng hơn so với đường nghiêng đều, ngay cả khi nó va chạm vào các điểm va chạm trên hành trình của nó.